Huyện Bảo Yên được mệnh danh là miền đất hai dòng sông. Sông và núi đã vẽ nên bức tranh thiên nhiên tẩm tú Bảo Yên. Bảo Yên có các dãy núi Con Voi, Đại Thần, Mã Yên Sơn, uy nghiêm bóng đại ngàn. Mỗi dãy núi gắn với một huyền tích dân gian khiến cho những đỉnh núi cao quanh năm ẩn mình giữa ngàn mây càng thêm kỳ ảo. Sông Hồng và sông Chảy cùng những phụ lưu của nó khi chảy qua Bảo Yên đã tạo nên nhiều cảnh quan thiên nhiên và nhân văn độc đáo. Đó là những ngọn thác như Kim Sơn, Bản Hốc, Thác Sa, mỗi thác một vẻ đẹp khác nhau. Những hồ nước như Tân Dương, Vĩnh Hà, mặt gương phẳng lặng in bóng non nước mây trời. Bồn địa Nghĩa Đô, Vĩnh Yên là vùng văn hóa Tày tiêu biểu và đặc sắc của Lào Cai. Nơi đây sông suối hòa hợp với cánh đồng tạo nên một phong cảnh bình yên và môi trường thuần khiết. Nơi đây có những làng Tày với hàng trăm nóc nhà sàn cổ, với nghề dệt thổ cẩm khá thịnh hành, kết hợp với nghệ thuật tạo mẫu mới làm ra nhiều sản phẩm có giá trị du lịch cao. Người Tày ở bồn địa Nghĩa Đô, Vĩnh Yên cũng nổi tiếng về nghệ thuật ẩm thực với các món ăn ngon như cốm nếp, xôi bảy màu, vịt om măng, cá lam vón vén. Người Bảo Yên đã và đang tìm cách đưa các sản vật thành những mặt hàng đặc sắc của địa phương. Giống hồng không hạt Bảo Hà đã được tuyển chọn để mở rộng diện tích lên hàng trăm hecta. Vùng chè hữu cơ Xuân Thượng, Xuân Hòa đã trở thành sản phẩm có thương hiệu. Vùng quế Bảo Yên có tổng diện tích trên 10.000 hecta, không chỉ làm nguyên liệu chế biến tinh dầu quế, mà những cụm bungalow mở giữa rừng quế đang trở thành điểm nghỉ dưỡng được nhiều du khách ưa thích. Hơn hết, Bảo Yên là vùng đất của du lịch tâm linh. Quốc lộ 279 đoạn từ giao cắt cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy ngang huyện Bảo Yên đã trở thành con đường hành hương. Khởi đầu là đất thiêng Bảo Hà, nơi có ngôi đền thờ ông Hoàng Bảy, một vị tướng có công dẹp giặc giữ yên bờ cõi, khai khẩn đất hoang, đã hiển thánh trong tâm thức dân gian. Ngày hội đền Bảo Hà rằm tháng 7 âm lịch hàng năm là một lễ hội lớn thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách trong cả nước. Vượt đèo Mã Yên Sơn đến phố Giảng, khách sẽ tới thăm đền Phúc Khánh. Đền này nguyên là thành Nghị Lang, dinh lũy của 6 đời dòng họ Vũ, được tôn xưng là các chúa bầu thời Lê Trung Hưng đã có công diệt Mạc, diệt thổ phỉ, thiết lập lại hệ thống hành chính ở Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang. Theo bước chân chinh chiến của các chúa bầu, đi tiếp đến Nghĩa Đô là nơi ghi dấu chiến công của hai anh em Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật, được người đời sau tưởng nhớ bằng việc lập một ngôi đền thờ phụng hai ông. Bảo Yên núi sông hùng vĩ, Bảo Yên phong cảnh hữu tình, Bảo Yên dấu xưa lịch sử còn ghi tạc, Bảo Yên đất và người cởi mở đang trở thành một địa chỉ du lịch mới của Lào Cai.